Bính Thân đã cận kề. Những ngày này, câu chuyện cuộc sống mỗi ngày đã gắn liền với Tết. Và trên những cánh đồng miền Tây, những nông sản chờ Tết đang đón nắng và gió mùa xuân, cùng nhà nông hy vọng về một mùa Tết an lành, sung túc. Quý khán giả thân mến, những ngày này thì không khí dường như là se lạnh hơn vào mỗi buổi sáng sớm. Tuy nhiên điều này cũng không làm ảnh hưởng đến cái không khí lao động hăng say của bà con trên những cánh đồng Tết ở miền Tây. Và cũng chính vào thời điểm này thì các loại nông sản cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng để mà phục vụ cho các phiên chợ giáp Tết. Chính vì vậy mà trong hành trình ký sự những cánh đồng đón Tết tập cuối ngày hôm nay, Nhà Thanh muốn mời quý khán giả hãy cùng một lần nữa cảm nhận về không khí tất bật này nhé. Tết về không thể thiếu hương vị ngọt ngào của dưa hấu. Trước đây có thể nói khi dưa hấu bắt đầu chín rộ cũng là lúc Tết đang về rất gần. Còn bây giờ dưa hấu được trồng quanh năm, muốn ăn lúc nào cũng có, cho nên khái niệm thấy dưa hấu là thấy Tết cũng không còn nữa. Thế nhưng đối với bà con nông dân trồng dưa, có lẽ mùa dưa Tết vẫn được mong đợi nhiều nhất. Trên các cánh đồng dưa của xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long đang nhộn nhịp bước vào vụ thu hoạch dưa Tết. Nghề trồng dưa hấu tại xã Hiếu Thành chỉ mới phát triển từ khoảng hơn chục năm nay. Tuy nhiên, diện tích đã không ngừng được mở rộng. Anh ơi, nhà mình là trồng được bao nhiêu công dưa cho vụ Tết này? Hiện nay thì cái vụ Tết này mình canh tác là 10 công. Thường là một năm thì nhà mình trồng bao nhiêu vụ dưa như thế này? Riêng gia đình mình thì một năm thì mình canh tác 2 vụ dưa, 1 vụ lúa. Dạ, xen kẽ với nhau. Đúng rồi. Dạ, vậy riêng cái vụ dưa Tết này thì anh bắt đầu trồng từ lúc nào cho tới bây giờ mình thu hoạch được? Mình trồng hồi cái lúc 15 tháng tháng 10. Dạ. Cho tới bây giờ là thu hoạch là đúng là 60 ngày. Dạ. So với mọi năm á thì năm nay anh thấy cái sản lượng dưa của mình như thế nào? Có khả quan không? Thì nói về cái sản lượng so năm rồi thì nó từ bằng đến hơn chứ nó không thua. Dạ. Hồi nãy giờ đi vô ruộng dưa của mình thì được chị mời em ăn dưa nữa thì thấy nó rất là ngọt, thanh mát nữa. Thì không biết cái giống dưa nhà mình trồng để phục vụ thị trường Tết đó, thì là giống gì hả anh? Ở đây thì anh em ở đây và kể cả riêng tôi và anh em ở đây thì trồng tập trung chủ yếu là cái giống không hạt. Yeah. Nó có tên là mặt trời đỏ đó. Với lại hồi nãy giờ thấy thương lái đi lựa dưa thì có rất là nhiều cách thức lựa khác nhau. Thì không biết là sau này ví dụ như em đi ra ngoài chợ mà lựa dưa thì mình phải lựa như thế nào để biết được trái dưa nó ngon ha? Thì ở đây thì anh thì nói chung cũng không rành lắm. Dạ. Thì anh biết nhiêu anh chỉ nhiêu. Dạ. Thì thường trái dưa là người ta vô rẫy, người ta trồng trong rẫy đem ra thì cũng có trái nguyên và trái hở. Dạ. Mình cầm trái dưa lên mình gõ cái tiếng bọng bọng ở trong á, giống. Dạ. Như cái trống bum 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 trong. Dạ. Á thì trái dưa đó là trái dưa bọng. Dạ. Còn trái dưa mình dỗ nghe nó gắt 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 á là trái dưa đó là cái trái dưa nguyên. Mà thường mình ra chợ mình mua á, như cái chợ nhỏ nhỏ ở đây á, là dưa nguyên không có đâu. Vô những cái dừa mà có tiếng đồ á, có thương hiệu đồ, mình có dưa nguyên em. Dạ, và dưa nguyên là dưa ngon. Đúng rồi. Dạ. Thì nó ngon là nó khác với cái dưa thường mình ăn như thế nào? Nó ngon thì nói gì cái ngon giữa cái dưa hở, dưa bọng với cái dưa nguyên thì nó cũng vẫn như nhau thôi. Nhưng mà nó có cái là nó để lâu được. Dạ. Còn cái dưa bọng thì mình để lâu không được. Dạ. Ngày Tết mỗi gia đình dù bận rộn bao nhiêu cũng chọn một cặp dưa ngon đặt trên bàn thờ tổ tiên. Đối với nhiều người, dưa hấu còn là biểu tượng cho sự may mắn. Những ngày đầu xuân, trái dưa bổ đôi ruột đỏ tươi sẽ đi cùng niềm vui, ước mong về một năm mới nhiều điều tốt đẹp. Bên chậu mai vàng chị xẻ dưa, hạt đen ruột đỏ đẹp dư thừa. Đàn em xúm xít chia phần lớn, cười rộ reo hò nắng xuân thưa.
Cũng vì lẽ đó mà mùa dưa Tết lúc nào cũng được bà con nông dân chăm chút kỹ hơn, hy vọng về một vụ mùa bội thu. Chúng tôi về đây đi trồng nắng xuân ấm áp, cùng chung không khí lao động khẩn trương với bà con nông dân, cảm nhận Tết đang đến thật gần. Trà Vinh là tỉnh nổi tiếng với nhiều thương hiệu dưa ngon như dưa hấu Cầu Kè, dưa hấu Trường Long Hòa. Thế nhưng thời gian gần đây, nhiều thương lái từ Trà Vinh đã tìm đến đây thu mua dưa vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Có thể nói dưa hấu Hiếu Thành tuy phát triển sau nhưng đã có tiếng trên thị trường nhờ vào chất lượng dưa ngon, an toàn. Tết này dưa hấu xã Hiếu Thành vừa trúng mùa, lại không lo chuyện giá cả vì phần lớn diện tích dưa đã được thương lái bao tiêu sản phẩm. Niềm vui hiện rõ trên những khuôn mặt chân quê. Tết đang về trên khắp các cánh đồng. Trong chặng cuối của hành trình những cánh đồng đón Tết, chúng tôi quyết định tìm về các cánh đồng lúa của huyện Trà Ôn, Vĩnh Long đang vào mùa thu hoạch sớm. Mùa lúa Tết bao giờ cũng gợi nhớ về một quê hương rất đỗi thanh bình. Đây là vùng đất có truyền thống sản xuất lúa sớm nhờ vào điều kiện thổ nhưỡng thuận lợi, hệ thống thủy lợi nội đồng khép kín, bà con chủ động được nước, an tâm sản xuất. Sản xuất lúa trước vụ nghe qua có vẻ đơn giản nhưng đòi hỏi người nông dân phải có nhiều kinh nghiệm vì mùa lúa sớm bao giờ cũng đi kèm với nhiều sâu bệnh, phải dày công chăm sóc. Vụ lúa đông xuân năm nay, bà con canh tác giống lúa Jasmine trên địa bàn xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn an tâm đầu ra sản phẩm khi toàn bộ diện tích lúa đã được công ty lương thực ký hợp đồng thu mua ngay từ đầu vụ. Những đồng lúa chín vàng hứa hẹn một vụ mùa bội thu đang cùng bà con đón một cái Tết bính thân sung túc. Xem mùa lúa sớm lại chợt nhớ về một món ăn dân dã đi cùng gạo mới, thường gấp mặt trên mâm cơm ngày Tết của mỗi gia đình. Đó chính là sản phẩm dưa cải muối chua, cũng là chuyện làm ăn quanh năm ở ấp Tân Định, xã Tân Lược, huyện Bình Tân. Dưa cải Tân Lược giờ đây đã trở thành thương hiệu có tiếng trên thị trường, nhất là mùa Tết. Cải dùng để làm dưa là loại cải xanh có mùi vị cay nồng hơn các loại cải khác. Cải xanh dễ trồng, ít tốn công chăm sóc, chỉ sau khoảng 45 ngày là có thể thu hoạch. Từ khoảng một tháng trước Tết, để đảm bảo nguồn nguyên liệu cho việc sản xuất vào những ngày giáp Tết, các chủ sở làm dưa cải muối chua ở Tân Lược phải tìm mua cải ở nhiều nơi như Ô Môn, Thốt Nốt, bên kia sông Hậu. Như đám cải này đã được chủ cơ sở làm dưa cải muối chua đặt mua sớm. Từ lúc cải được khoảng một tháng tuổi, người trồng cải cũng yên tâm hơn về chuyện giá cả. Cải sau khi thu hoạch thường để phơi trong một nắng cho héo lá mới gom lại. Do vậy, việc thu hoạch cũng trở nên khẩn trương hơn để có thể tranh thủ con nước về trong ngày, kịp hàng cho những phiên chợ cuối năm. Cải xanh trước khi ủ thành dưa phải trụng qua rồi rửa sạch, sau đó ủ với nước muối trong vài ngày là có thể sử dụng. Cách làm tuy đơn giản, thế nhưng để có được món dưa cải ngon còn nhờ sự khéo léo riêng của các cô, các chị. Những ngày giáp Tết, dưa cải rất hút hàng, vì thế không kể ngày hay đêm, công việc vẫn nhộn nhịp như thế này. Cứ hễ cải về lúc nào là làm ngay lúc đó, tranh thủ cho kịp hàng về với chợ Tết. Dưa cải muối chua Tân Định vừa ngon lại vừa đảm bảo an toàn nên được thị trường nhiều nơi ưa chuộng. Ban đầu chỉ từ vài hộ sản xuất nhỏ lẻ, đến nay đã phát triển thành làng nghề, trở thành nghề truyền thống của nhiều gia đình. Năm nào cũng vậy, mỗi khi Tết về, sớm nghề dưa cải lại nhộn nhịp hẳn lên. Chuyện làm ăn mùa Tết xem ra cũng đang phấn khởi. We'll be right back.
Bên cạnh món dưa kiệu thì dưa cải cũng là một trong những món ăn được ưa chuộng và góp phần làm phong phú thêm mâm cơm của người Việt trong ngày Tết. Và chính vì vậy mà trong ngày hôm nay Như Thanh đang có mặt tại xã Tân Lược. Nơi đây là một trong những nơi mà bà con làm dưa cải rất là nhiều. Và có dịp trò chuyện với cô, đây là một trong những người làm dưa cải cũng rất là lâu năm rồi. Dạ, con chào cô. Chào con. Dạ. Cô ơi, cải để mà mình làm dưa cải nè, thì bình thường bà con mình gọi là cải gì hả cô? Cải tự xài con, cũng như người Tèo á thì người Hoa ta kêu người ta tự xài, người Việt mình thì kêu cải xanh. Riêng bản thân cô á thì cô làm dưa cải là lâu chưa cô? Lâu rồi con, cô làm năm nay cũng là 20 mấy, gần 30 năm rồi. Dạ. Chắc là kinh nghiệm đầy mình luôn á. Và cái món này cũng là những một trong những cái món ăn mà không thể thiếu trong ngày Tết của người Việt mình luôn á cô. Vậy bây giờ ví dụ như con á, cô chỉ cho con cách để mà làm dưa cải này được không cô? Cũng được, chặt được không, để phơi cho nó héo, đem về rồi mình mới trụng, mình mới rửa, qua giai đoạn mình mới trụng rồi mới rửa, rửa xong rồi mình mới nhận vô lưu. Nhận vô lưu rồi mình mới làm muối kia nọ cho nó đúng ngày, nó lên men rồi 7 ngày, cũng như 7 ngày mình mới đóng ra cái, mới qua cái thành phẩm này, thành dưa này. Hồi nãy giờ con thấy dưa cải nhà mình á, thì ngoài cái mùi thơm đặc trưng của dưa cải á, thì nó có cái màu rất là, cũng là rất là đặc trưng luôn, cái màu này là màu... Màu tự nhiên dạ. Thì cái này là chắc là mình vẫn duy trì cái cách làm truyền thống mới được cái màu như vậy. Đúng rồi. Là truyền thống mình làm như hồi xưa, giờ mình trụng rồi mình cũng vô muối đường kia nọ đó, nó mới giữ được cái màu như vậy, tự nhiên như vậy. Dạ. Còn cái màu như bây giờ ở chợ thì nó để ra thao nó sao đen, thì nó kêu mình để cái miếng màu phẩm vô, phẩm màu vô chút. Dạ. Thì cái này là hoàn toàn là màu tự nhiên màu luôn. Màu tự nhiên của đó. Dạ. Màu của dưa cải. Màu của dưa cải. Dạ. Cô ơi, trong cái mùa Tết năm nay nè, thì để chuẩn bị cho cái vụ dưa cải Tết đó, thì nhà mình có những cái bước chuẩn bị như thế nào hả cô? Thì cũng như bước đầu tháng Chạp, bắt đầu mình làm tới. Dạ. Bước đầu tháng Chạp là mình làm cho tới 25 Tết luôn. Dạ. Là mình mới nghỉ. Mới nghỉ. Mỗi một ngày trung bình như vậy, gia đình mình là bán ra thị trường là khoảng bao nhiêu ký dưa? Cũng như mấy ngày Tết thì bán nhiều hơn, ngày hơn ngày thường. Dạ. Ví dụ ngày Tết bán ngày 500 thì tấn tới ngoài, cũng tấn tới ngoài cũng có, còn ngày thường thì làm 500 ký à. Dạ. Ăn ít hơn cái ngày Tết. Vậy thì so với mùa Tết năm trước á, thì cô thấy mùa Tết năm nay cái sản lượng của mình làm ra nó có tốt hơn không cô? Hôm nay cái lối này sao ăn hơi được hơn năm rồi nè. Dạ. Năm rồi cái này ăn yếu xìu à. Dạ. Hôm nay hơi vô thấy hơi khá hơn. Dạ. Vậy chắc Tết thì mình vui hơn á cô. Dạ. Chưa biết sao bị để kết thúc ngày cuối cùng mới được, bị mấy ngày nay một năm cái này nó ăn yếu xìu và bị đồ gãy nó ghẻ đó. Dạ. Năm nay làm như đồ gãy không có nhiều. Dạ. Rồi ăn hơi mặn chút. Thì chủ yếu là hàng của mình cô xuất đi những nơi nào? Chợ Sa Đéc cũng có, Vĩnh Long cũng có, Phụng Hiệp cũng có. Dạ. Rồi như Ông Môn. Đi khắp miền Tây luôn? Khắp luôn. Dạ. Nhưng mà bạn hàng nó điện mình giao đâu mình đi giao tới đó. Dạ. Nhưng mà con thấy cái dưa cải mà giữ cái cách làm truyền thống này chắc bà con trong cái dịp Tết này ưa chuộng nhiều hơn hả cô? Nhiều hơn. Như thích hơn, mấy người như ta ăn có thích hơn cái tập biếu quà cho bà con, ví dụ như mua người mua thùng có biếu. Những cánh đồng đón Tết đang về với chợ Tết Bính Thân. Chợ Giáp Tết tất bật từ sáng sớm. Tại các vựa đầu mối nông sản ở chợ Vĩnh Long, đêm cũng như ngày, không khí lao động diễn ra tất bật nhộn nhịp. Từ đây, các mặt hàng nông sản sẽ được phân phối đến các chợ khác trong tỉnh. Việc sắm sửa cho ngày Tết cũng trở nên thuận tiện. Ở đây, chúng tôi dễ dàng bắt gặp nhiều loại nông sản mà hành trình ký sự những cánh đồng đón Tết đã có dịp đi qua và tìm hiểu. Giờ đây đã về với chợ Tết. Và đâu đó là những lo toan cho ngày Tết gia đình của những lao động nghèo, chỉ mong sao lo đủ cơm ăn áo mặc. Và chợ Tết không thể thiếu sắc màu của các loại hoa. Như thông lệ, hàng năm cứ vào khoảng 15-16 tháng Chạp âm lịch, người trồng hoa từ các vùng hoa nổi tiếng như Cái Mơn, Sa Đéc lại mang hoa về chợ, làm rộn ràng hương sắc ngày xuân. Thank you.
Không biết từ bao giờ, đi chợ qua ngày Tết đã trở thành nếp quen của nhiều người. Ở đây chúng tôi dễ dàng bắt gặp các cô, các chị vui vẻ tranh thủ chọn cho mình những chậu hoa ưng ý, điểm tô cho ngày xuân mới. Ngày Tết không thể thiếu màu vàng của hoa mai, hoa cúc. Tuy nhiên, bên cạnh những dòng hoa truyền thống, năm nay chợ hoa Vĩnh Long còn có thêm nhiều giống hoa mới lạ như phi yến, la lan, dạ thảo mà chúng tôi đã có dịp tìm hiểu khi đi qua những đồng hoa chợ Tết. Cô Bảy ơi, nhà mình là trồng bông ở đâu mà đem về chợ Vĩnh Long bán vào dịp Tết này hả cô Bảy? Trồng ở Hòa Ninh đó. Cô Bảy trồng bông bán Tết là được bao nhiêu năm rồi? Cô Bảy trồng năm nay là 20 năm rồi. Thì cô Bảy đem bông về chợ Vĩnh Long bán là từ 20 năm nay luôn hay là cô Bảy có đi những chợ khác bán không? Không, bán Vĩnh Long 20 năm nay rồi. Thì cô Bảy chở bông qua đây bán là hồi nào giờ? Ở bữa 16 âm lịch tới giờ. 16 là tới giờ là cũng là 6 ngày rồi. Dạ. Thì trong mấy ngày nay thì cô Bảy thấy thị trường bông Tết của mình bán như thế nào? Thị trường bông Tết thì thấy bán cũng đắt hơn mỗi năm. Bông cũng đẹp lắm. Mà khách giãn lại mua cũng nhiều. Cũng mừng ha cô Bảy ha. Vậy chứ năm nay nhà mình là trồng được bao nhiêu bông này cô Bảy? Nhà năm nay trồng được 1.700 bội, đủ các loại hoa hết, vạn thọ, hướng dương, rồi cát tường, hoa tình yêu, rồi mai dạ thảo, để kia hoa Đà Lạt có đủ hết. Con thấy á, mình bán bông Tết và bán cái mặt hàng khác nữa trong dịp Tết thì thường là cực hơn nhiều lắm. Thì riêng cô Bảy chắc cũng trong trường hợp đó hả cô Bảy? Có. Tại vì mình trồng một thời gian cũng phải 3 tháng, mình săn sóc rất là cực, nhưng đi bán cũng cực, nhưng mà vui. Bán đắt thì mình cũng vui lắm. Mình bán thường là khoảng 10 giờ bữa chợ cuối mới về tới nhà, còn tới 11 giờ. Cũng bận biểu lo Tết cũng mệt, nhưng mà có tiền vào gia đình ăn Tết thì cũng vui vẻ. Con nghe cô Bảy nói chuyện cái con cảm thấy Tết đang đến rất là gần rồi, vui gì đâu luôn á. Con chúc cho cô Bảy với những cái chia sẻ của cô Bảy vừa kể cho con nghe thì hy vọng là cái thị trường Tết năm nay người ta mua nhiều hơn để mình bán bông sớm nè, mình về sớm để mình đón Tết với gia đình cô Bảy nghe. Vậy cô cảm ơn con nha. Chúc con và gia đình ăn Tết cũng vui vẻ. Tết đang về, người người nhà nhà đang tất bật chuẩn bị đón xuân. Trong nắng xuân ấm áp, những cánh đồng đón Tết đã nhộn nhịp về với chợ, mang hương xuân đến với mọi người, cùng bà con nông dân đón một mùa Tết an lành và sung túc. Quý khán giả thân mến, hôm nay đã là ngày 22 tháng Chạp âm lịch rồi. Và vào thời điểm này thì các mặt hàng nông sản cũng như là các chủng loại hoa mà chúng ta đã có dịp tìm hiểu trong hành trình ký sự những cánh đồng đón Tết đã thực sự về với chợ Tết rồi. Và cũng trước thềm năm mới thì Như Thanh kính chúc quý bà con nông dân sẽ buôn may bán đắt để mà có thể đón một cái Tết thật là sung túc. Bên cạnh đó thì cũng xin kính chúc quý khán giả đón một mùa xuân an lành và hạnh phúc bên gia đình và người thân nhé. Và đến đây thì hành trình ký sự những cánh đồng đón Tết cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.